Nhan Đàm. Quân đen rõ ràng nên ám sát, nhưng Nhan Đàm lại nhảy về chính bắc Thiên Nguyên. Chính bắc trong ngũ hành là nước, quân đen nối, nhưng Nhan Đàm lại chọn kéo dài. Kéo dài trong kỳ ngữ là cứu. Đánh xuống đây, bốn quân cờ xếp từ trên xuống dưới chỉ phương hướng nơi Nhan Đàm bị giam, bờ sông bên dưới của bên dưới thiên giới. Chỉ có Dạ Dông Xuyên, Tí, nàng ấy chắc chắn ở đây. Nhan Đàm, Ứng Nguyên, không sao rồi. Không sao chứ? Ta không sao, chúng ta tạm thời an toàn rồi. Ta biết ngay chàng sẽ tìm được ta mà. Ba nước cờ ấy là ta cố ý đánh sai. Ta biết nàng sớm đã không phải là Nhan Đàm trước kia nữa. Tại sao ngài lại ngốc như tôn chủ vậy? Huyết mạch của ngài vốn có thể khiến tam giới thần phục, ấy thế mà lại vì tình mắc sai lầm. Chàng ấy là đế quân Ứng Uyên, không phải thiếu chủ Tu La. Ngươi cần gì phải khổ sở như vậy? Ngài ấy có thể không cần ta, không cần tộc Tu La. Nhưng ta không thể không nhận chủ nhân là ngài. Hoàng Khâm, ngươi là kẻ phản bội của tộc Tu La, ngươi sẽ không được chết yên ổn đâu. Chết đến nơi rồi còn ăn nói quan đường, mê hoặc lòng người. Ta là chủ nhân tam giới, hôm nay chủ tớ tộc Tu La các ngươi ác sẽ chết trong tay ta. Chủ nhân, bảo trọng. Ta sẽ bắt chúng trả lại món nợ máu của nhân. Hôm nay cho dù sang bằng Dạ Dông Xuyên, ta cũng phải đưa Nhan Đàm đi. Trong lòng ngươi hiểu rõ, hai ta đối đầu, ngươi không cản được ta. Ta không hề muốn cản ngươi, nhưng cuộc đời nào có gì vẹn toàn. Nếu hôm nay ngươi muốn đưa Nhan Đàm đi, thì núi Gia Lan cùng chúng yêu sẽ bị xóa sổ toàn bộ. Nhan Đàm cô nương, cô vẫn nên khuyên nhủ hắn đi. Lẽ nào tiên linh thần lực của Ứng Uyên quan trọng hơn tính mạng của đám bạn cô sao? Ứng Uyên, không được. Ứng Uyên, Nhan Đàm, sơn cảnh bị hủy hoại một lần vì ta, ta không thể trơ mắt nhìn nó gặp nạn lần nữa.
Ta không tin ngươi. Trước khi đưa tiên linh cho ngươi, ngươi phải rút hết thiên binh ở sơn cảnh và dài dông xuyên, đồng thời hạ chỉ cho tam giới. Sơn cảnh và thiên giới vĩnh viễn không xâm phạm nhau. Cho dù núi xanh sụp đổ, sông nước chảy ngược, cũng không được giấy binh đao. Lập tức hạ chỉ. Nếu không, ta sẽ chính tay phá hủy nó. Các ngươi tưởng rút hết thiên binh là có thể trốn thoát sao? Bây giờ xung quanh không còn tai mắt, vừa khéo dùng tính mạng các ngươi thử càng không dẫn của ta. Một tấc không rời. Ngươi, ngươi thế mà lại dám. Nhát kiếm này đã đâm thay chỉ tích. Nhan đàm ta đã nói ắt sẽ làm, có thù tất báo. Hoàng Khâm, ta khuyên ngươi hãy bình tĩnh lại. Khóa bộ ly sống chết không rời. Nếu ngươi làm phép chết đi, thì kiếm nhận hồn sẽ vĩnh viễn cắm trên ngực ngươi. Đến lúc đó, người sinh nghi trong chúng tiên thiên giới sẽ không chỉ có mình ta đâu. Hôm nay ta sẽ giết ngươi trước, sau này lại từ từ đối phó ả sen tinh này. Sau này e rằng ngươi chẳng kịp nữa đâu. Đế Tôn, làm sao? Quả đất đã chuyển chuông trời đến Bắc Thiên Môn, nơi tiếp giáp giữa Dạ Dông Xuyên và thiên giới. Nó là có việc cần bẩm báo. Ta bảo hắn nửa canh giờ sau đến Dạ Dông Xuyên, vốn là muốn hắn nhìn thấy chứng cứ ngươi tự ý dùng hình điều binh vì lòng riêng. Có điều với tình hình bây giờ thì hắn đến lại càng tốt. Ta muốn xem thử ngươi phải giải thích thế nào. Đi nói với đám quả đức, có việc gì thì mai lên điện Lăng Tiêu bẩm tấu. Chuyện hôm nay ta sẽ giải thích với chúng tiên. Quả đức đã mời tất cả chúng tiên tới, nói rằng nếu còn không cho họ vào thì sẽ xông thẳng vào đây để đảm bảo Đế Tôn bình an. Bây giờ xem ra ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Ta và Ứng Nguyên cáo từ trước. Nếu về tới sơn cảnh phát hiện Đế Tôn đã hạ chỉ, thiên binh rút hết, tất cả đều bình an vô sự, thì khóa bộ ly trong tay ngươi tự nhiên sẽ được giải. Đi thôi.